Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày 13 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày Tân Mùi, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh lộ bàn thổ ngày Tân Mùi, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm lộ bàn thổ kỵ tuổi Ất Sửu, Đinh Sửu, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành mộc cục, xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có sao tốt như sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp Thủ Tử thì xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Tiểu Hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là sao Nguyệt Sát, xấu đối với giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Chu Tước Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, và ngày hôm nay là ngày sát chủ, xấu mọi việc. Đặc biệt, ngày 13 tháng 5 năm 2023, tức là ngày 24 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ, bất kể là đối với tuổi nào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 13 tháng 5 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy ngày gặp cục diện Tý Mùi tương hại là điềm báo người tuổi Tý có thể vướng họa tiểu nhân trong hôm nay nếu không biết kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn nên tránh thái độ gắt gỏng để không làm sứt mẻ tình cảm với người khác. Bù lại, thiên tài xuất hiện báo hiệu tin mừng cho đường tài lộc của những chú chuột. Tình hình tài chính của con giáp này khởi sắc khi được các thần tương trợ, dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh đều có thêm thu nhập, tiền bạc về tay nhiều không kể xiết. Ngày gặp thổ thủy tương xung cho thấy, những cặp đôi cảm thấy không còn sự nồng cháy của thuở ban đầu, cảm giác nhạt nhẽo khiến cho hai người chẳng muốn gặp mặt nhau nhiều như trước. Sự nhàm chán rất đáng sợ, nếu bạn không muốn tình cảm rạn nứt thì hãy tìm cách hâm nóng tình yêu, tạo sự tươi mới đi nhé. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có thể vướng họa tiểu nhân nếu không kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy tránh tỏ thái độ gắt gỏng với người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa tài lộc có tin mừng, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, người kinh doanh hay làm công ăn lương đều có thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc nên tìm cách hâm nóng tình cảm rạn nứt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe đánh giá đạt 3 sao, tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn số 5, số 57, số 76. Giờ tốt
từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày thứ 7 này cho thấy, cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại, ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của tuổi Sửu trong hôm nay. Bản mệnh dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt và những cơn nóng giận đó có thể khiến cho tình cảm gia đình mâu thuẫn. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, đừng để cảm xúc chi phối hết cả lý trí mà làm tổn thương những người thân yêu của mình, đến khi giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã muộn. Tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng không thể thay thế và phải gìn giữ. Bù lại, Tỷ Kiên xuất hiện, mang tới tinh thần làm việc hăng say cho con giáp này. Dù được giao nhiệm vụ khó khăn hoặc có nhiều chi tiết mới, con giáp này cũng không chút nề hà, nghiên cứu thận trọng và chăm chỉ để hoàn thành xuất sắc. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, trạng thái tinh thần bất ổn, dễ nổi nóng vì chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cơn nóng giận làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng để cảm xúc che mờ lý trí, gây tổn thương cho người thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tinh thần làm việc hăng say, nghiêm túc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 16, số 99, số 2. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu đỏ. Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dần dễ đạt được những bước tiến khá lớn trong công việc hôm nay khi chính quan nhập cục. Những chú hổ tập trung, dồn hết sức lực để hoàn thành công việc được giao, không ngại khó ngại khổ. Hôm nay, con giáp này hành động rất quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể. Nhờ năng lực, bạn vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng ở nơi làm việc, cho thấy năng lực của bản thân cũng không hề thua kém ai cả, có vẻ bạn đang khiến nhiều đối thủ cảnh giác đấy. Ngũ hành xung khắc cho thấy tình cảm của bản mệnh gặp nhiều mâu thuẫn, có điểm đào hoa xấu dẫn đến tư tưởng ngoại tình. Hạnh phúc vốn trong tầm tay, nếu bạn không biết nắm giữ mà đứng núi này trông núi nọ thì hối hận sẽ không kịp. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, công việc đạt được bước tiến lớn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, dồn hết sức lực để hoàn thành công việc được giao. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, hành động rất quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình cảm nhiều mâu thuẫn, có điểm đào hoa xấu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 12, số 34, số 96. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xanh rêu, đen. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Hôm nay, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn và thuận lợi nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Vận trình của bạn có rất nhiều điểm sáng. Bạn thoải mái thể hiện mục tiêu và vươn tới ước mơ của mình, sẽ được những người xung quanh ủng hộ, động viên cũng như chung tay góp sức tạo điều kiện tốt nhất. Thiên quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của con giáp này, cảnh báo bạn cần thận trọng kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa lọc tiền bạc.
Kẻ tiểu nhân biết cách nói chuyện khiến cho con giáp này dễ dàng tin tưởng và trao tiền bạc đi mà chẳng chút nghi ngờ. Mộc thổ tương xung, đường tình duyên ngày thứ 7 này của những chú mèo lại không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới, bày tỏ tình cảm với người mình thương. Đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và nhút nhát đến lạ lùng. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, vận trình có nhiều điểm sáng, gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, thoải mái thể hiện mục tiêu và vươn tới ước mơ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, được mọi người ủng hộ và tạo điều kiện phát triển. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, cẩn trọng kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa lọc tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, người độc thân cần thêm dũng khí bày tỏ tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 8, số 31, số 70. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh biển. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Kiếp tài chiếu mệnh báo hiệu tuổi Thìn có thể phải đối mặt với họa phá tài. Do đó, hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này tiến hành đầu tư. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt, tránh sập bẫy những kẻ cò mồi đưa ra lãi suất cao bằng những lời lẽ ngon ngọt. Ngoài ra, những chú rồng cần thắt chặt chi tiêu, quản lý tài chính khoa học và hợp lý hơn. Bạn cũng nên mua sắm có chừng mực, đặc biệt là đừng quá sa đà vào các trang mua sắm trực tuyến kẻo cháy túi lúc nào không hay. Thổ khí đương vượng có thể sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của bạn. Bản mệnh nên chú ý ăn uống khoa học, tránh việc căng thẳng quá độ hay mải mê làm việc mà bỏ bữa, có thể sẽ gây ra nhiều tác hại khôn lường. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, có thể gặp họa phá tài, thất thoát tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, nên tìm thời điểm đầu tư thích hợp hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, cần tỉnh táo và sáng suốt, tránh sập bẫy kẻ lừa lọc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, nên thắt chặt chi tiêu, quản lý tài chính. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, chú ý đường tiêu hóa, ăn uống khoa học. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 11, số 62, số 91. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cà phê. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Tỵ bước sang ngày thứ 7 này được quý nhân Tam Hội dẫn dắt nên tình duyên khởi sắc rực rỡ, người độc thân dễ tìm được ý chung nhân cho mình. Nếu bạn chủ động và tích cực hơn trong chuyện tình cảm của mình thì quý nhân sẽ tạo thêm cơ hội để hai người nên duyên. Trong công việc, ngày có chính ấn nhập cục, những chú rắn sẽ dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh. Con giáp này biết cách để người khác phải ấn tượng về những mình có, tạo lòng tin cho những người đi theo và làm việc cho mình, nhờ thế mà thành công nối tiếp thành công. Đôi lúc bản mệnh sẽ gặp phải nhiều khó khăn và thử thách mới nhưng hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, bạn sẽ vượt qua tất cả. Song con giáp này cần phải rèn cho mình khả năng kiểm soát cảm xúc chứ đừng để cảm xúc lấn át cả lý trí. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tình duyên khởi sắc rực rỡ với người độc thân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, quý nhân tạo cơ hội tìm được ý chung nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, đạt được bước tiến mới trên đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, biết cách tạo ấn tượng và lòng tin với người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, nên rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe,
đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 26, số 8, số 82. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, vàng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Vận trình ngày mới, dưới tác động của cục diện ngũ hành, Ngọ mùi nhị hợp phù trợ, người tuổi Ngọ đón nhận nhân duyên tốt đẹp, đào hoa thắm sắc. Với những ai đã có gia đình, tình cảm vợ chồng hòa thuận giúp bản mệnh luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thêm động lực cố gắng trong công việc. Còn những bạn độc thân sẽ được ông tơ bà nguyệt xe duyên, dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Bản mệnh nên mở rộng trái tim, đừng quá khắt khe với bản thân cũng như với đối phương, hãy cho cả hai cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau. Lại thêm thiên ấn chỉ đường dẫn lối, con giáp này dễ dàng hóa giải được những khó khăn và trở ngại trước mắt. Bản mệnh biết cách khéo léo lợi dụng ưu thế mình đang có để giải quyết vấn đề nan giải, vươn lên tạo sự đột phá, khiến đối thủ không khỏi bất ngờ. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhân duyên tốt đẹp, đào hoa thắm sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, người độc thân được xe duyên với người thích hợp. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nên mở cửa trái tim để đón nhận hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, hóa giải được khó khăn và trở ngại trước mắt bằng ưu thế sẵn có. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 25, số 5, số 86. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Với người tuổi Mùi, tỷ kiên xuất hiện báo hiệu một ngày không mấy may mắn cho con giáp này. Bản mệnh có thể gặp phải những tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi trong ngày hôm nay. Tốt nhất bạn nên giữ vững vị trí là người ngoài cuộc. Tử vi hàng ngày cũng khuyên những chú dê không nên ham những lợi ích trước mắt, đừng mong mình không tốn công tốn sức mà lại được hưởng thành quả lao động của người khác. Hãy lao động một cách chân chính, rồi bạn sẽ được nếm trái ngọt do chính tay mình trồng. Thổ khí vượng cho thấy sự bốc đồng của bản mệnh trong ngày hôm nay là có nguyên do vì bạn thiếu kiểm soát bản thân. Những lúc cảm xúc bất ổn, bạn rất dễ làm tổn thương tới người thật sự quan tâm tới mình bằng những lời nói thiếu suy nghĩ. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, gặp tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nên giữ vị trí trung lập trong những cuộc tranh luận. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng bao giờ nghĩ ngồi không mà được hưởng thành quả ngọt ngào. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nỗ lực hết mình rồi sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có thể gây tổn thương cho người yêu thương do cảm xúc bất ổn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 14, số 7, số 64. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Công việc của người tuổi Thân trong hôm nay không được như ý khi thương quan chiếu mệnh. Những chú khỉ mải lo nghĩ chuyện riêng nên thiếu tập trung, để cho những chuyện cá nhân, riêng tư ảnh hưởng đến công việc của mình. Do đó, bạn rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ngay cả những vấn đề đơn giản nhất cũng không giải quyết êm đẹp.
Nếu con giáp này không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì có thể sẽ bị khiển trách hoặc thậm chí bị trừ lương. Ngũ hành tương sinh, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau là cơ sở vững chắc để con giáp này luôn cố gắng hết mình vì sự nghiệp. Bạn nghĩ mình phải chăm chỉ làm lụng hơn nữa để xây dựng mái ấm gia đình mình ngày một hạnh phúc và đủ đầy. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc nhiều trục trặc, không được như ý. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, thiếu tập trung, để chuyện cá nhân xen vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, dễ mắc sai lầm ở ngay cả những việc đơn giản nhất. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cần sớm chấn chỉnh thái độ làm việc kẻo bị khiển trách. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau, tạo động lực để cả hai cố gắng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 13, số 90, số 21. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, Ý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Thực thần độ mệnh, người tuổi Dậu hôm nay đón tin vui về đường tài lộc vượng phát như được trải thảm hoa hồng. Đặc biệt, người làm kinh doanh dễ dàng đạt được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhà nhiều như nước. Còn với những chú gà làm công ăn lương, bạn có thể sẽ được cấp trên khen ngợi vì những cố gắng, nỗ lực của mình. Dù đứng trước khó khăn thử thách thế nào, bạn cũng không vì thế mà sờn lòng nhụt chí. Nhờ vậy, bạn luôn được đánh giá rất cao về vai trò của mình trong tập thể. Thổ sinh kim, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ giúp những ai đã có đôi có cặp có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa, đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tài lộc vượng phát như được trải thảm hoa hồng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, người làm kinh doanh dễ dàng đạt được thành công, tiền bạc đổ về. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, người độc thân cần năng nổ tìm kiếm cơ hội nên duyên đôi lứa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 17, số 76. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, tám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Người tuổi Tuất bước sang ngày thứ 7 này, gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây nhiều trở ngại, khiến người tuổi Tuất dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Mọi chuyện có thể không tiến hành đúng theo kế hoạch đã lập ra từ trước, khiến bản mệnh cảm thấy rất buồn bực. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chú ý và đề phòng những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ khiến công việc bạn đang làm gặp nhiều khó khăn hơn, khiến bạn bị chậm tiến độ. Kiếp tài xuất hiện, nhận thấy rằng bạn là một người nhiệt tình và thẳng thắn, tuy nhiên, đôi khi bạn rơi vào tình trạng nóng vội, đưa ra những quyết định không thật chính xác. Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm nhiều hơn. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc trục trặc, không tiến hành theo đúng kế hoạch từ trước. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, cần chú ý và đề phòng những kẻ có ý đồ xấu xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tiểu nhân gây khó dễ, làm chậm tiến độ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nóng vội dẫn đến quyết định vội vàng, thiếu chính xác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá,
đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 10, số 56, số 66. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng chanh, nâu. Quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày mới được quý nhân tam hợp phù trợ, người tuổi Hợi đang có được những dấu hiệu may mắn, không gặp bất cứ khó khăn gì trong công việc. Chỉ cần bạn tiếp tục giữ tinh thần bình tĩnh và ổn định, chắc chắn bạn sẽ có một ngày vô cùng nhẹ nhõm và yên bình. Đây cũng là thời điểm tương đối thích hợp để tuổi này đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên. Tuy nhiên, thổ khắc thủy nhắc nhở mệnh chủ cần phải quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình hơn. Nếu khúc mắc nảy sinh giữa vợ chồng thì bạn không nên cố tình lờ đi. Đôi bên cần thẳng thắn trò chuyện với nhau để cùng tìm ra cách giải quyết. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, công việc suôn sẻ khi giữ được tinh thần bình tĩnh và ổn định. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định đầu tư hoặc kinh doanh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, gặp được đối tác đáng tin cậy, duy trì mối quan hệ tốt đẹp của hai bên. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cần quan tâm hơn đến các vấn đề của gia đình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đối mặt thẳng thắn với khúc mắc giữa vợ chồng để cùng tìm cách giải quyết. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 12, số 61, số 35. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng ngà. Quý nhân phù trợ, Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.